Chào bạn, bạn đã lắp đặt màn hình ô tô thông minh GoTech. Đây là video giới thiệu và hướng dẫn sử dụng tính năng tích hợp cảm biến áp suất lốp trên màn hình ô tô thông minh GoTech. Vào ứng dụng từ giao diện chính. Trong giao diện ứng dụng, ở vị trí mô phỏng mỗi bánh xe, có thông tin về áp suất, thông tin về nhiệt độ của mỗi bánh, hướng dẫn cài đặt lốp. Vào cài đặt lốp. Đầu tiên là cài đặt áp suất. Ở mục đơn vị áp lực, chọn 3. Ở thiết lập giới hạn áp suất tối đa, thường là 3. Thiết lập giới hạn áp suất tối thiểu, thường là 1.8. Tiếp theo là cài đặt nhiệt độ. Đơn vị nhiệt độ là độ C. Thiết lập giới hạn nhiệt độ, thường là 80. Cảm biến sẽ giám sát các thông số trong lốp xe và đưa ra các cảnh báo khi có sự thay đổi. Các bạn vừa xem video giới thiệu và hướng dẫn sử dụng tính năng tích hợp cảm biến áp suất lốp trên màn hình ô tô thông minh GoTech. Xin chào và hẹn gặp lại!